Hi, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình nha. Thì mọi người ơi, mình vừa nghĩ ra được một trò để troll con trắng nè mọi người. Đó là bây giờ trong lúc nó đang nằm ngủ ở trong nhà mình thì mình sẽ đem con nó đi giấu ha mọi người. Đem con nó đi giấu để đến khi nó quay về tổ thì coi phản ứng của nó như thế nào ha mọi người. Đây, nó đang ngủ nè mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đem con nó đi giấu để xíu coi phản ứng của nó khi nó về tổ nó không thấy con nó thì như thế nào ha mọi người. Let's go. Đây, ổ của trắng nha mọi người. Mấy đứa con đang nằm ngủ nè. Ấy, cái gì vậy bà nội? Thằng này nó ngủ cái kiểu gì vậy? Trời ơi, nó ngủ kìa. Ôi, ngủ nè. Một con dậy rồi, một con chui vô dưới cái bao rồi, đen à. Đấy, kêu rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì để đó mình đi. Ôi trời trời trời, tụi này nó mở mắt hết rồi nè mọi người. Mở mắt hết rồi nè, hung dữ chưa. Ui trắng nó vô luôn rồi, nó nghe con nó kêu cái nó vô luôn rồi. Mọi người nhìn người trắng nó dơ không? Đây này, không phải bị ghẻ đó nha mọi người. Nó đi cắn lộn á. Con này có sở thích là cứ mấy con chó quanh xóm á mà lén phén tới nhà mình là nó dí nó cắn nha mọi người. Người thương tích đầy người luôn, máu chiến lắm. Rồi xong, giờ sao ta? Giờ mình sẽ đợi cho nó cho bú xong đi. Mấy con nó no sữa xong á mọi người thì mình sẽ bắt nha. Nó cho bú xong rồi nè mọi người ơi. Nói với con Eto nè. Giờ mình sẽ dụ nó đi đâu đó xa xa nha mọi người. Xong rồi mình sẽ giấu con nó. Mình nhờ em giữ nó bên đó nha Nhi. Mình nhờ em họ mình nó kêu chẳng với Eto qua đó hết rồi. Xa rồi đó, giờ nó không nghe tiếng đâu. Giữ nó bên đó nha, dụ nó bên đó nha. Ok mọi người, thì con trắng nó đã đi đâu rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bắt nó nha, mình sẽ bắt con của nó nha mọi người. Tranh thủ thôi chứ nó quay về nữa mệt lắm luôn á. Bây giờ mình rất là sợ con của nó sẽ la lần nữa đó mọi người. Đây, nãy mới bú xong. Mình sợ nó la ghê á, tụi này nó già mồm quá mọi người. Chù chà, nhìn cưng ha mọi người. Con kia ngủ say, con kia là hình như cái con già mồm á mọi người. Mấy con này hiền hơn. Ui á, vậy là bà này là bà già mồm nè. Có một cái con trắng này rất là nhát nha mọi người. Ê, tới đây. Ê, đúng rồi. Có làm gì đâu, có làm gì đâu mà kêu hả. À, vậy là bà này. Bà này mặt vàng đẹp lắm nè, có cái sóng giữa. Con này đỡ hơn, dễ thương ha mọi người. Nhưng mà bây giờ tao sẽ bắt cóc tụi mày. Bắt cóc tụi mày xa mẹ. Không được kêu nghe chưa, không được kêu nghe chưa. Kìa này, bây giờ mình sẽ bắt đó nha. Có hai con ơi, ngoan nha. Ngoan nha, ngoan nha, ngoan nha, ngoan nha. Đây, đừng có kêu nha. Đây mọi người, dễ thương không? Có một con trắng đó, nó hay la thôi mọi người. Nó bị nhát nhát cái gì á. Còn mấy con này đâu có kêu đâu. Mấy này hiền khô à. Dễ thương chưa? Nó trời là dễ thương rồi. Đó đây, mặt như con gấu á, trời dễ thương. Cái bà trắng này bà kêu nè, giờ mình sợ con trắng này nó kêu con trắng lại chạy vô nữa. Ok anh em, mình đã bắt tụi nó vô đây hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cóc nó đi giấu nha, để xem phản ứng của con mẹ khi về, con trắng khi về không thấy con thì sao nha mọi người. Ok anh em, mình
đã bắt thành công rồi. Để chạy đi giấu nhanh thôi, chẳng nó về nữa. Mình có một cái phòng ở đây, mình sẽ để tạ cho nó ở trong cái phòng này nha mọi người. Để con của trắng tạ nó trong đây mọi người. Ok, mình đã lấy cái bao vô cho nó nằm kê một xíu á, cho đỡ kêu. Đây. Dễ thương không? Dạ mồm quá trời dạ mồm. Ê. Rồi nằm im đó. Đừng có kêu mẹ nghe chưa. Kêu anh em. Đây mọi người, mình đã đem nó vô cái phòng này nha. Nhà mình có cái phòng bỏ không đây, để đựng đồ tập bậy tập bạ thôi. Bỏ không. Bỏ trong đây thì chắc con cắn ở ngoài nó sẽ không nghe được đâu. Đó. Mấy bạn này đồng tính chứ. Ok đâu, có con này nè. Con này già mồm ghê chưa. Anh sợ lắm. Bình tĩnh nha, không có gì phải sợ hết. Xe mẹ một xíu thôi. Chui vô bao nằm đi cho đỡ sợ. Có một con trắng đi rồi, là mình sợ nó sẽ la cho con trắng nó nghe. Ok, giờ mình sẽ để nó ở đây ha. Ok, bây giờ mình sẽ để mấy đứa nhỏ ở trong phòng ha mọi người. Đóng cái cửa lại nè. Hy vọng là nó đừng có lạ chỗ mà nó kêu in nổi lên. Rồi, giờ mình sẽ đi đặt máy quay, rồi để coi phản ứng của trắng khi mà về không thấy con thì sẽ như thế nào ha mọi người. Rồi, let's go. Giờ sẵn đi kêu trắng về luôn. Trắng về nè mọi người ơi. Rồi đi đâu, đi chơi thuốc bên kia giờ mới về. Rồi, trắng. Hello em. Đi đâu nãy giờ vậy? Nãy giờ đợi em hơi bị lâu rồi nha. Rồi, đi đâu chơi về vậy? Đó, người thương tích không? Hà, vui ta, đi đâu chơi về vui vậy? Hà, không vô thăm con à? Trắng ơi, Trắng không vô thăm con à? Đi đâu về vui cho mọi người. Bây giờ mình sẽ kêu nó vào ổ nha. Đi đâu về vui vậy? Đi, không ra thăm con à? Đi, đi ra thăm con. Con mày đâu rồi? Trắng nhá, đi. Đấy. Nè, đi vô thăm con rồi coi. Con đâu mất tiêu rồi á. Con mày đâu mà nãy giờ tao kiếm không thấy hả? À. Đi đấy. Ôi. Con đâu mất tiêu rồi. Con đâu rồi trời? Rồi, đang hửi ra mọi người. Vẫn chưa biết mình mất con hay sao á. Rồi, đi vô. Đâu con rồi? Hà, con đâu? Con đâu mất tiêu rồi? Kiếm coi. Đâu mất tiêu rồi? Chạy được rồi. Ui. Lại con này nó biết nó mất con nha mọi người. Nó vẫn vui vậy. Có người Eto nè. Hả, mẹ không thấy con mày hả? Eto nữa chứ. Vẫn chưa biết sao, sao mày ngu thế nhờ. Con mày đâu rồi? Đi vô coi coi. Đi kiểm tra nè, đi vô đây. Con đâu? Con đâu rồi? Hả? À. Con đâu mất tiêu rồi? Nghe tiếng con rồi mọi người. Rồi. Giáo giác rồi. Mấy con chó con đang kêu trong phòng á, nó đang nghe nè. Đang giáo giác đó. Đang giáo giác.
chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Giáo giác tìm cái gì rồi đó. Con nó muốn tiêu ta. Thấy nó nghe tiếng con rồi mọi người. Nó nghe tiếng con rồi mọi người ơi. Chạy theo con nó đi đâu kiếm rồi. Đang đi kiếm. Vẫn chưa biết con ở đâu. Rồi. Nóng vội rồi. Tô. Để tôi đi tìm kiếm em đi kìa. Em mất tiêu rồi. Nhanh lên. Để tôi. Đi kiếm em đi. Nè, mẹ mày đang lo nè. Đó. Mày cà rỡn mẹ mày cắn bây giờ con. Đang giáo giác tìm à. Ôi xong. Con nó mất tiêu rồi trời. Mình chặn cái lối vào phòng luôn rồi nha mọi người. Đó, cái phòng đó. Mình chặn lại luôn rồi. Vẫn chạy vô, ổ chạy ra chạy vô. Mất tiêu rồi ta. Ông mất tiêu con rồi. Xem mày trả con lại cho tao đi. Rồi đi chơi về phát mất đâu con rồi. Không tin tưởng đường sen gì hết. Nó đang lo lắng lắm mọi người ơi. Chạy nãy giờ chạy ra chạy vô kiếm con mà không thấy. Giờ hết vui nổi nè. Giờ đang cứ giáo giác dính cái tai lên để nghe tiếng con nè mọi người. Mà giờ không nghe con nó kêu nữa. Đâu có biết là ở trong cái phòng này đâu. Còn thằng quỷ e. Còn quỷ Eto. Eto. Em mày bị mất tích mà mày không phụ kiếm mà mày nằm đó rưỡng rưỡng nha. Đó. Cho con đang kêu. Đó đó. Nó nghe đó. Đó. Nó nghe rồi kìa. Đó, cứ chạy vô ổ coi lại con thôi. Không biết con ở đâu. Cha rồi, mất tích rồi. Đang giáo giác tìm à. Đấy, ở trong cái phòng đó mọi người. Bắt đầu lo lắng hơn rồi đó mọi người. Nó biết rồi đó. Thử Eto. Mày không phụ cái mẹ mày đi mà mày nằm đó hả? Ừ. Không phụ đi. Con nó rồi trắng. Kiếm đi con đi kìa. Trời ơi, chị vậy đó hả? Chị vậy đó hả? Mặt chui quá à. Con này là thủ phạm bắt cóc nha. Mày bắt cóc em mày đi đâu rồi? Ha. À. Chào mọi người. Trắng nó vẫn đang giáo giác chạy đi tìm nha. Tội chờ. Rồi. Mày là thủ phạm bắt cóc đúng không? Chắc mình sẽ bật mí cho Trắng hả mọi người. Để nó đi kiếm nãy giờ tội quá luôn á. Nó nghi ngờ mình đó mọi người. Anh em thì nó chạy vô trong nhà rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô bắt từng con ra đi. Bắt từng con ra đi. Thôi mình mở cửa thôi. Đóng cửa lại. Mấy bà nhỏ thì ở trong đây ngủ hết rồi. À, đâu có biết mẹ đi kiếm đâu. À, đúng rồi, kêu đi. Kêu cho mẹ đi kiếm. Rồi, nó
Xe giờ con trắng nghe đó mọi người. Mọi người ơi, trắng nó nghe rồi nè, đang đứng ngoài phòng nè mọi người. Trắng nó nghe tiếng con nó kêu rồi. Nó đang đứng chờ trước phòng nè. Kêu lên. Không biết con ở đâu, nó chạy vô ổ tiếp rồi. Nó chạy qua bên kia. Mình mở cửa phòng để cho trắng rồi. Đó. Ở đèn ở bên đó đó. Đó kìa. Đó. Con đâu? Nghe đi. Mình chưa biết hả? Con đâu? Con trống kìa. Con trống kìa. Tôi kiếm con kìa. Thấy con nó rồi, nó không dám vô rồi nghe. Con kìa. Cái hả? Vô đi. Mà sốt ruột rồi. Ngồi ngoài luôn vậy. Vô trong đi, kiếm được con rồi kìa. Trắng nó bị mình không biết nó bị gì, do cái tính hay sao mọi người. Nhưng mà nó rất là sợ đi vô một cái không gian gì đó nha mọi người. Nó rất là sợ đi vô một cái không gian lạ nha. Phòng nè, không dám vô rồi. Đó, nó phải hửi rồi. Trắng rất là cẩn thận nha mọi người. Đó, thấy con rồi đó. Sốt ruột lắm rồi mà vẫn chưa dám vô. Chưa? Vô đi, có la có gì đâu. Trắng là nó có bị nhát xưa giờ nha mọi người. Đúng rồi, bước vô luôn. Nó rất là cẩn thận nha, nó không dám bước vô phòng đâu. Kêu con ra. Thử bước vô phòng coi nó có dám vô không. Trắng nó rất là nhát cái này nha. Đây đây trắng. Bước vô. Vô đi, tới đâu sợ. Đúng rồi. Con gì vậy? Giỏi vậy ta. Trời đất ơi. Nó gặm có một con đó, nó nằm ở đó luôn. Còn ba đứa này thì sao? Ba tụi mày con ghẻ hả? Ba tụi mày con ghẻ đúng không? Con ghẻ hay sao mà mẹ không thèm vô kìa. Nó na một con ra ngoài, nó nằm đó luôn rồi. Gì đấy? Nó bỏ ba đứa luôn. Một đứa là đủ hả? Chắc mình sẽ chôn nó tới đây thôi mọi người, để mình bắt con nó lại, nhìn tội quá. Để mình bắt con nó lại đi. Ra với mẹ nha. Đây. Được luôn. Rồi, chạy con về tổ nè. Chù chà. Mừng chưa? Mày đi chơi, mày bỏ con mày ở nhà mình vậy. Ha. À. Đây, chạy con. Trời ơi. Nghe tổ đi đâu mà bị người ta đấm nó sẽ thâm mắt rồi nè.
Ôi, chạy con. Chạy con đó. Đếm coi đủ chưa? Trời ơi, mới đi chơi có chút xíu mà con mất tiêu rồi. Anh ba này. Tới với mẹ kìa. Đúng rồi. Tới với mẹ đi. Rồi. Và đây thấy trắng rất là thương con hả mọi người. Chạy đi kiếm giáo giác hết. Rồi, e to. Mày đi đâu? Chán nghe to thì chứ. Cái tôi à. Gì vậy? Sao tự nhiên ra đó ngồi vậy? Trời đất ơi. Ok mọi người, thì mình cũng đã trả con về lại cho Trắng đó hả mọi người. Thì qua cái màn show này chúng ta mới thấy được tình cảm Trắng dành cho con là cực kỳ là cảm lạnh luôn. Nó bắt đúng một con ra thôi, còn ba con kia nó không thèm quan tâm luôn mọi người. Nói chứ vì nó sợ nha mọi người, nó rất là sợ cái không gian mà phải đi vô một cái không gian lạ, chật hẹp mình hoặc là phòng ốc rồi đó lạ, nó không dám vô đâu. Thì mình chỉ muốn chôn Trắng một chút thôi, thì thấy nó cũng rất là thương con ha mọi người. Giáo giác đi tìm con. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Và nếu mọi người có gợi ý cho mình cái màn chôn gì, hoặc là có đóng góp ý kiến gì thì mọi người cứ comment bên dưới. Hoặc là muốn mình làm video về chủ đề gì, về cái gì thì mọi người cứ comment bên dưới. Mình sẽ tiếp thu và mình sẽ làm ha mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người.